Này, em sẽ gửi đến bà con có ba anh chị một bài thuốc nhanh thôi nhé. Với những ai mà bị viêm loét dạ dày tá tràng này, trào ngược dày thực quản hay là vi khuẩn HP ấy, thì mọi người thường rất khó chịu, mà nếu mà chưa kịp dùng thuốc hoặc là những bài thuốc nó kiên trì và bài thuốc hơi phức tạp một chút chẳng hạn, kết hợp nhiều dược liệu, thì mọi người dùng ngay cho em vị này. Thì đây là vị mang tên là lá vú sữa, chắc hẳn mọi người đều quen thuộc đúng không ạ? Và cách dùng như thế nào, mọi người lấy ngay cho em lá vú sữa như này tươi nhá. Bởi vì nếu mà dùng gấp thì mọi người đang đau, đang cơn đau dạ dày ấy, thì mọi người không thể băm phơi khô hay làm gì được, thì mọi người dùng luôn tươi như này. Mọi người dùng cho em khoảng 10 lá, đun với khoảng 500ml nước, mọi người đun sôi, sôi cho em khoảng 10 phút là lấy ra uống rồi. Mọi người uống ngay ấy, sẽ dịu những cơn đau do viêm loét dạ dày hay là thậm chí là hơi ở chùa ở nóng rát, rất là hay, đặc biệt kể cả trong đêm nếu mọi người bị có thể sử dụng ngay. Đây là một bài thuốc rất là thú vị, và đây là một vị dược liệu mà em thường sử dụng để bào chế những sản phẩm, ví dụ như những cao dạ dày này, hay là những cái sản phẩm về dạ dày, những thang thuốc của em thì có cái lá vú sữa ta này, mà nó dùng đáp ứng thật sự rất là bất ngờ luôn. Thì mọi người có thể tham khảo và dùng thử nhé. Em là bác sĩ Phương, hoặc nếu mọi người cần về những cái thuốc về dạ dày này, hay tư vấn, có thể comment bên dưới giúp em, hoặc inbox trực tiếp cho em nhé. Đây là cái cây vú sữa ta.